Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Rau Sạch Tại Gia. Hôm trước thì mình có giới thiệu cho các bạn một loại thuốc trừ sâu sinh học đó là neem. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn một loại thuốc trừ sâu sinh học khác, cũng của công ty Ngân Anh phân phối và sản xuất. Thì đó là thuốc trừ sâu sinh học mai, các bạn đang thấy ở đây. Thì chai thuốc này thì vẫn giống như chai neem, được đóng nắp màu xanh. Thể tích của cái chai này á, thì ở đây là 500 ml. Thì thành phần hoạt chất ở trong thuốc này á, thì thuốc được chiết xuất từ tinh dầu của hạt bông 40%, dầu đinh hương 20%, dầu tỏi 10% và cộng thêm một số phụ gia khác trong đây. Thì đây là một sản phẩm dùng để có một số tác dụng như là diệt trừ nhện đỏ, rầy mềm, rầy xanh sau cuốn lá. Thì cái nguyên tắc tác động của nó thì là các tinh dầu của dịch chiết ở trong đây thì sau khi pha với nước thì nó sẽ phun lên mặt lá giúp xua đuổi côn trùng. Thì một số khác thì tinh dầu tỏi thì bám lên cái da của các con rầy mềm á, thì nó sẽ khiến cho con rầy mềm nó bị nóng da và sau đó là mắc nước và chết. Thì cái dạng thuốc là dạng SL, có nghĩa là dạng dung dịch. Cái liều lượng mà để pha thì ở đây khuyến cáo là pha từ 20 cho một bình 20 lít, nhưng mà thường thì các bạn chỉ cần pha một nắp này cho bình 5 lít cầm tay là được, thì để đảm bảo an toàn. Đây là một loại thuốc trừ sâu sinh học. Thì cái code của loại thuốc này thì là cái băng này là băng màu xanh. Thì mình giới thiệu thêm nhiều một loại băng màu xanh này á, thì cái băng thuốc màu xanh thì có nghĩa là đầu độc nó là đầu độc 4. Đầu độc 4 là loại thuốc là an toàn cho cái con người cũng như cây trồng. Còn các bạn sẽ thấy trên một số loại thuốc khác đó, thuốc hóa học đó, thì sẽ có một cái băng như là băng màu xanh dương, băng màu vàng và độc nhất là băng màu đỏ. Băng màu đỏ thì đó là rất độc. Băng màu xanh này đó thì là khá là an toàn. Đây cái băng này nha các bạn. Thì cái mùi của chai thuốc này thì khá là dễ chịu. À, các bạn phun đó, thì khi mà thấy vườn của mình bị sâu hại tấn công thì các bạn cứ việc pha thuốc vào phun thôi. Phun thì lựa vào lúc là sáng sớm hoặc là chiều mát, thời điểm đó thì phun là rất là thích hợp. Do nếu như mà các bạn phun trưa quá thì các do cái này là dạng dầu đó, thì nó sẽ bám trên đây và nó tạo thành một cái thấu kính trên mặt lá, làm cho mình gây ra hiện tượng là bị cháy lá khi các bạn phun vào buổi trưa. Chai thuốc này nhìn khá là giống chai neem nhưng mà hai cái mùi thì khác nhau. Cách phun thì các bạn nhớ là phải phun đều vườn, phun cả hai mặt lá để đảm bảo cho cái hiệu quả nó. Trước khi phun thì các bạn nên lắc cái chai lên, sau đó các bạn phun thôi. Thì cái sản phẩm này thì không có thời gian cách ly nha các bạn, nhưng mà để hạn chế cái mùi của nó thì các bạn nên là để cho một ngày sau. Thì các bạn hãy sau khi phun thì các bạn hãy thu hoạch rau hoặc là một số loại cây khác để làm tránh đi cái mùi của nó. À, một lưu ý nhỏ là các bạn không nên phun vào lúc cây ra hoa, tại vì nó sẽ làm cho xua đuổi côn trùng, giảm cái khả năng thụ phấn cho cây và làm giảm khả năng đậu trái. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
hẹn mọi người ở video tiếp theo.